Hôm nay xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em xin phép quay cho mọi người xem một dàn máy khoan đẹp nha cả nhà. Máy khoan hiệu Kira và Asina nha. Đây, ở bên ngoài nhìn vô thì rất là nhiều máy hiệu Kira nha cả nhà. Bàn vuông, bàn tròn đều có nha. Kẹp được mũi 13mm. Một số con thì chạy điện 3 pha 200V và một số con thì chạy điện 1 pha 100V nha cả nhà. Máy rất là đẹp. Bàn vuông, bàn tròn đều có nha. Máy thì chỉ có 2 pu ly thôi nha cả nhà. Con nào cũng vậy nha, chỉ có 2 pu ly thôi. Còn bên đây là dãy máy khoan có thêm chức năng taro nha. Máy cao 1m, khoan 13mm và taro 10mm nha cả nhà. Đây, hiệu Hitachi, Encode, Kitagawa và Kira nha. Bàn vuông, bàn tròn đều có nha cả nhà. Máy taro thì chạy điện 3 pha 200V, điện gin của Nhật. Và một số dụng cụ nhỏ nhỏ nè, như đầu chùm 4 mũi, Ito, mâm cặp, máy mài, nhám băng nè, mài nhám. Có thêm chức năng taro, máy cao 1m, khoan 13mm và chạy điện và taro 10mm nha cả nhà. Taro á thì nó sẽ có 3 pu ly. Máy nào cũng vậy nha. 3 pu ly. Hiệu nào cũng 3 pu ly hết nha. Kitagawa cũng 3 pu ly luôn. Encode cũng 3 pu ly nha. Tất cả máy taro đều chạy 3 pu ly hết nha cả nhà. Chỉ có máy khoan thường thì có 2 pu ly. Rất là nhiều máy nha cả nhà. Quý khách nào cần sử dụng máy khoan và máy khoan có chức năng taro hoặc là máy tự động á cả nhà, liên hệ bên em nha. Đây, bên đây là cái loại mà máy khoan tự động đó cả nhà. Tự động này rất là dễ xài nè. Gặt ra như thế này là nó xuống sản phẩm nè. Rất là dễ xài luôn. Asina và Kira nha cả nhà. Máy rất là đẹp luôn, rất là nhiều máy. Bàn vuông, bàn tròn đều có nha. Ở đây thì em ở